Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nên hiện nay thì mặt hàng hoa cây cảnh phục vụ Tết tại các thành phố trở nên rất sôi động. Giá cả mặt hàng này năm nay có tăng nhưng mà không biến động nhiều so với năm trước, ghi nhận tại Đà Nẵng. Ngay sau khi nhận lô đất tại chợ Hoa Xuân thuộc khu vực quảng trường 29 tháng 3 thành phố Đà Nẵng, gia đình anh Phan Văn Duy đã bày bán hàng trăm cây quất được chuyển từ thành phố Hội An đến. Theo anh Duy, cây quất năm nay cho trái đẹp nhưng giá cả thì có tăng hơn so với năm trước. Cây cối thì năm nay thì thấy quất nó đẹp hơn so với năm ngoái. Năm ngoái thì thời tiết nó hơi mưa mà mưa phùn nên thành ra là bán không được. Còn năm nay thì nếu mà thời tiết như thế này thì bà con thì có thể là bán cây khá. Trong những ngày này, nhiều nhà vườn trồng mai ở các tỉnh gần Đà Nẵng như Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đã bắt đầu đưa các chậu mai lớn nhỏ trưng bày tại thành phố Đà Nẵng. Theo các nhà vườn thì họ có lợi thế hơn khi bán cây tại đây vì giá cây sẽ thấp hơn các thương lái. Ý là năm nào cũng ra cây lớn mà trúng bông mà đưa ra cho khách hàng tham khảo xem để lựa chọn á, là đêm trước. Năm nào nhà mình cũng ra sớm ấy, bán được. Mình bán giá mềm mà, bán rẻ hơn mấy người buôn. Vì thời tiết năm nay không được thuận lợi, nên nhiều người chơi mai tại Đà Nẵng đã đến các chợ hoa xuân từ sớm để lựa chọn cho mình những chậu hoa ưng ý. Bây giờ đến đây đó thì thấy cái mai, thì năm nay thì nó bị cái trời lạnh trời rét. Cho nên là mai nó ít, nhưng mà thực ra là thấy đây là cũng gần cả 50-60 chậu mai, nhưng mà thấy chậu mai nào cũng được, cũng đẹp. Bên cạnh các khu vực chợ hoa xuân bắt đầu nhộn nhịp thì tại các khu vực kinh doanh hoa tươi truyền thống hay trên nhiều tuyến phố của thành phố Đà Nẵng, hoa Tết cũng đã được bày bán khá sôi động, đáp ứng được nhu cầu của người dân.